Chủ tuổi Quý Mão 1963, nam và nữ mạng. Lời đầu tiên 30 tập. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đạo bình an, luôn luôn gặp mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay chương trình sẽ lục dõi tất cả các tuổi Hạp để yêu và cưới. Có 49 tuổi, vừa nam và nữ tất cả để bạn chọn. Mong tìm ra được một người yêu thật lý tưởng và tâm đầu ý hợp. Đó là niềm vui và hạnh phúc của 30 tập. Mong bạn hãy coi hết video này. Sau đây là phần luận giải chi tiết các tuổi Hạp yêu và Hạp cưới cho tuổi Quý Mão 1963, cả nam và nữ mạng. Chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ, xin bạn hãy xem. Phần 1. Xem các tuổi Hạp cưới cho tuổi Quý Mão năm 1963 có Thiên Can, Quý, Địa Chi, Mão, Ngũ Hành Bản Mệnh, Kim Bạch Kim, Cung Phi, Khảm. Các tuổi Hạp và Công Hạp dưới đây có tất cả 20 tuổi, từ 1958 đến 1977, xin bạn hãy chọn. 1. Người tuổi Mậu Tuất 1958, tổng điểm đánh giá 62/100. 2. Người tuổi Kỷ Hợi 1959, tổng điểm đánh giá 58/100. 3. Người tuổi Canh Tý 1960, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 4. Người tuổi Tân Sửu 1961, tổng điểm đánh giá 64.5/100. 5. Người tuổi Nhâm Dần 1962, tổng điểm đánh giá 64.5/100. 6. Người tuổi Quý Mão 1963, tổng điểm đánh giá 51.5/100. 7. Người tuổi Giáp Thìn 1964, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 8. Người tuổi Ất Tỵ 1965, tổng điểm đánh giá 40.5/100. 9. Người tuổi Bính Ngọ 1966, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 10. Người tuổi Đinh Mùi 1967, tổng điểm đánh giá 67/100. 11. Người tuổi Mậu Thân 1968, tổng điểm đánh giá 48/100. 12. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, tổng điểm đánh giá 35/100. 13. Người tuổi Canh Tuất 1970, tổng điểm đánh giá 64.5/100. 14. Người tuổi Tân Hợi 1971, tổng điểm đánh giá 75.5/100. 15. Người tuổi Canh Tý 1972, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 16. Người tuổi Quý Sửu 1973, tổng điểm đánh giá 54.5/100. 17. Người tuổi Giáp Dần 1974, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 18. Người tuổi Ất Mão 1975, tổng điểm đánh giá 46.5/100. 19. Người tuổi Bính Thìn 1976, tổng điểm đánh giá 54.5/100. 20. Người tuổi Đinh Tỵ 1977, tổng điểm đánh giá 53/100. Xem các tuổi Hạp yêu Hạp cưới cho tuổi Quý Mão năm 1963 cho nữ với Thiên Can, Quý, Địa Chi, Mão, Ngũ Hành Bản Mệnh, Kim Bạch Kim, Cung Phi, Cân. Các tuổi Hạp và Công Hạp dưới đây có tất cả 29 tuổi, từ 1939 tới 1967, xin bạn chọn. 1. Người tuổi Kỷ Mão 1939, tổng điểm đánh giá 57/100. 2. Người tuổi Canh Thìn 1940, tổng điểm đánh giá 50.5/100. 3. Người tuổi Tân Tỵ 1941, tổng điểm đánh giá 80.5/100. 4. Người tuổi Nhâm Ngọ 1942, tổng điểm đánh giá 35.5/100. 5. Người tuổi Quý Mùi 1943, tổng điểm đánh giá 40.5/100. 5. Người tuổi Giáp Thân 1944, tổng điểm đánh giá 79.5/100. 7. Người tuổi Ất Dậu 1945, tổng điểm đánh giá 46.5/100. 8. Người tuổi Bính Tuất 1946, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 9. Người tuổi Đinh Hợi 1947, tổng điểm đánh giá 63/100. Người tuổi Mậu Tý 1948, tổng điểm đánh giá 58/100. 11. Người tuổi Kỷ Sửu 1949, tổng điểm đánh giá 53/100. 12. Người tuổi Canh Dần 1950, tổng điểm đánh giá 79.5/100. 13. Người tuổi Tân Mão 1951, tổng điểm đánh giá 34.5/100. 14. Người tuổi Nhâm Thìn 1952, tổng điểm đánh giá 25.5/100. 15. Người tuổi Ất Tỵ 1953, tổng điểm đánh giá 85.5/100. 16. Người tuổi Giáp Ngọ 1954, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 17. Người tuổi Ất Mùi 1955, tổng điểm đánh giá 52.5/100. 18. Người tuổi Bính Thân 1956, tổng điểm đánh giá 69.5/100. 19. Người tuổi Tân Dậu 1957, tổng điểm đánh giá 47/100. 20. Người tuổi Mậu Tuất 1958, tổng điểm đánh giá 68/100. 21. Người tuổi Kỷ Hợi 1959, tổng điểm đánh giá 78/100. 22. Người tuổi Canh Tý 1960, tổng điểm đánh giá 25.5/100. 23. Người tuổi Tân Sửu 1961, tổng điểm đánh giá 30.5/100. 24. Người tuổi Nhâm Dần 1962, tổng điểm đánh giá 79.5/100. 25. Người tuổi Quý Mão 1963, tổng điểm đánh giá 51.5/100. 26. Người tuổi Giáp Thìn 1964, tổng điểm đánh giá 37.5/100. 27. Người tuổi Ất Tỵ 1965, tổng điểm đánh giá 75.5/100. 28. Người tuổi Bính Ngọ 1966, tổng điểm đánh giá 60.5/100. 29. Người tuổi Đinh Mùi 1967, tổng điểm đánh giá 53/100. Qua các chỉ số như trên, Thiên Can, Địa Chi, Bản Mệnh, Cung Phi, Cung Sanh, Cung Cưới, phép Cao Ly, chúng tôi đã phân tích, chấm điểm, đánh giá tuổi nào phù hợp nhất. Tuy nhiên, khá gắt gao về các chỉ số nên sẽ có rất ít trường hợp đạt chỉ số cao. Nên cách tốt nhất, quý mệnh chủ chỉ cần lựa chọn đối tượng phù hợp, bản thân nhất là được. Tuy nhiên, đời người còn có duyên số, chúng ta không thể lựa chọn được. Mọi việc tùy duyên mới thuận đạo lý tự nhiên. Để có một cách nhìn cụ thể và chính xác hơn, các bạn có thể tìm gặp các thầy mệnh lý xem về tử vi, tứ trụ mới luận giải chính xác được bản thân mình cần. Xin hết thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông và lá ngay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nữa và chia sẻ cho mọi người. Kênh Phong Thủy Chính Phương xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự tốt lành, an khang hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo.